Thanh toán di động đang trở thành phương thức thanh toán phổ biến ở các nước trên thế giới và dần trở thành phương thức thanh toán được ưa chuộng. Đặc biệt kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19 thì xu hướng không dùng tiền mặt càng tăng cao, trong đó có Việt Nam. Không chỉ thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, giảm nguy cơ tiếp xúc gần, người tiêu dùng lại còn nhận được rất nhiều những ưu đãi, phần quà có giá trị khi sử dụng thanh toán quét mã VNPay QR. Chị Đặng Thị Tuyết Nhung thường xuyên sử dụng dịch vụ quét mã VNPay QR từ khi có ứng dụng này. Đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và không muốn dùng tiền mặt, chị đã chuyển sang thanh toán hẳn bằng phương pháp này cho nhiều mặt hàng từ đồ ăn, thức uống đến quần áo, túi sách. Tất cả đều diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, an toàn trong mùa dịch. Chị vô cùng bất ngờ khi được thông báo trúng một căn hộ Vinhome Ocean Park sau khi mã quét của chị trúng giải từ chương trình quét VNPay QR. Trúng xe, trúng nhà do Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam trong những tháng cuối năm 2020. Mình bất ngờ và mình vui và mình rất là hạnh phúc và mình muốn lan tỏa cái niềm vui này đến với mọi người và sẽ kêu gọi mọi người sẽ sử dụng cái dịch vụ VNPay QR. Phương thức thanh toán này được người tiêu dùng đánh giá là vừa nhanh gọn, tiện lợi, bảo mật, không mất thời gian trả tiền lẻ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nên giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. Niềm vui càng được nhân lên khi với mỗi giao dịch thanh toán hợp lệ bằng quét VNPay QR, người tiêu dùng có cơ hội trúng nhà, trúng xe. Đến nay, chương trình đã tìm ra chủ nhân của một căn hộ cao cấp và chủ nhân của 91 chiếc xe máy. Với cái chương trình trúng nhà, trúng xe lần này, VNPay kỳ vọng mang đến một cái hình thức quảng cáo khuyến mãi mới, kích thích tăng cái sự hấp dẫn cho các chương trình khuyến mãi và kích thích khách hàng là những người sử dụng mobile banking để thanh toán thông qua hình thức scan to pay. Với mong muốn mang đến nhiều ưu đãi vượt trội cho người tiêu dùng khi thanh toán qua mã VNPay QR và đóng góp vào việc hạn chế dùng tiền mặt, góp phần hạn chế tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, công ty VNPay tiếp tục chương trình giai đoạn mới với nhiều phần thưởng hấp dẫn và giá trị.